Nam Mô Tuyên Hóa Bồ Tát. Tiểu sử Hòa Thượng Tuyên Hóa. Lần đầu tụng kinh Địa Tạng, thân tâm tôi cảm giác rất thanh tịnh và an lạc, không thể diễn bày. Hôm nay ngồi trên chiếc giường trường kỹ đã được bao bọc kỹ càng, mà quý vị lại muốn lót thêm một lớp nệm nữa. Lúc quỳ, quý vị phải có gối để lót đầu gối, vì không thể nhận thọ, cực khổ nhỏ nhoi. Tôi ngu xuẩn hơn quý vị, vì quỳ mà không chịu lót đầu gối, khiến nó phải bị lở loét. Tôi nhớ lại lúc xưa, thời tụng kinh Pháp Hoa, đến độ mắt bị chảy máu. Tại sao? Càng tụng chừng nào, tôi càng thích chừng đó, mà quên đi việc ăn ngủ, nghỉ trong mấy ngày liền, khiến đôi mắt rướm máu. Đến khi máu chạy xuống quyển kinh thì tôi mới biết. Nên buộc lòng phải nghỉ ngơi. Quý vị có thể bảo, Hòa Thượng, ngài thật ngu si. Vâng, nếu tôi thông minh như quý vị thì đôi mắt không đến nỗi phải bị chảy máu. Có lẽ quý vị sẽ cười thầm. Vâng, rất đúng. Tuy thông minh như quý vị, nhưng vẫn là đệ tử. Theo tôi học Phật Pháp, đối với tôi, việc tụng kinh đến độ chảy máu là việc thường xảy ra. Bàn về quá khứ, quý vị chớ nghĩ rằng tôi luôn làm tăng sĩ. Tuy không nhớ hết những việc lên voi xuống ngựa, nhưng tôi tự biết mình đã từng làm vua, quan, dân giả, rất đổi phiền hà. Việc gì cũng đều phiền hà, học sinh, công nhân, thương gia, quan quân, tăng sĩ, mỗi người có việc phiền hà riêng. Tuy nhiên, nếu biết mình đang làm việc gì và được chuyện cảnh thì phiền hà không còn. Hãy cố gắng tinh tấn tiến bước. Ngược dòng thì gặp đạo, những nhường thì dùng đạo. Vô luận việc gì, nếu không biết xả chấp, nê điều trở thành phiền não. Xả bỏ nghĩa là mọi việc đều tốt đẹp, chẳng có gì là phiền muộn. Nếu hành được như thế, sẽ thấy lẽ vi diệu trong tự tâm. Nam Mô Tuyên Hóa Bồ Tát. Nam Mô Tuyên Hóa Bồ Tát. Nam Mô Tuyên Hóa Bồ Tát. Ha ha ha, Bụt Sam Mô Ni So Ha.